Tù nhân lương tâm Đào Quang Thực đã tử vong trong khi thi hành án tù 14 năm. Tin đến từ Nghệ An, tù nhân lương tâm Đào Quang Thực là người đang thi hành án tù 14 năm vì tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền tại trại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đã bị tử vong vào ngày thứ Hai, đúng vào ngày Nhân quyền quốc tế 10 tây tháng 12. Gia đình của ông Thực cho biết ông được đi cấp cứu ở bệnh viện vào sáng thứ Ba và gia đình nhận được tin báo vào ngày thứ Tư. Khi gia đình tới nơi vào chiều ngày 4 tháng 12 thì ông đã rơi vào hôn mê và mất vào sáng ngày 10 tây tháng 12. Gia đình được thông báo là ông bị vỡ mạch máu não. Trước đó thì ông có bệnh viêm phổi. Gia đình có ý nguyện đưa xác ông về mai táng ở địa phương, nhưng dường như phía công an không đồng ý mà buộc phải mai táng ông tại nghĩa trang của trại giam. Thưa quý vị, ông Thực là một giáo viên mới về hưu. Ông tham gia một số cuộc biểu tình ở Hà Nội về môi trường và chống Trung Cộng xâm lược ở Biển Đông. Ông cũng viết một số bài và chia sẻ về dân chủ và nhân quyền trên Facebook. Ông đã bị nhà cầm quyền tỉnh Hòa Bình bắt giữ ngày 17 tây tháng 10 năm 2017 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo điều 79 của Bộ luật hình sự. Sau nhiều tháng bị biệt giam và tra tấn cũng như hành hạ, ông bị kết án 14 năm tù giam. Sau khi kháng án không thành công, ông bị chuyển đến trại giam số 6 là một cơ sở nổi tiếng về sự tàn bạo dành cho tù nhân lương tâm. Ông đã tham gia tuyệt thực cùng một số tù nhân lương tâm khác như Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Túc và Trần Phi Dũng trong tháng 6 và tháng 7 để phản đối giám thị, đối xử hà khắc với tù nhân. Ông cũng là tù nhân lương tâm thứ hai bị chết trong trại giam trong năm nay. Trước đó là ông Đoàn Đình Nam, thành viên của nhóm Ân Đàn Đại Đạo, đã bị chết ở trại giam Xuyên Mộc khi đang thi hành án tù 16 năm.